kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Trung Quốc trong tâm bão kinh tài. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiệu ứng domino của sự sụp đổ các công ty Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ khi bốn công ty bất động sản của Trung Quốc lần lượt bị lật đổ. Modernland Trung Quốc đã trở thành nhà phát triển mới nhất từ nền kinh tế lớn nhất châu Á bỏ lỡ khoản thanh toán trái phiếu bằng đồng đô la, nhấn mạnh căng thẳng lan rộng trong lĩnh vực này. Khi quả bóng bất động sản bùng nổ vào thời điểm Bắc Kinh dễ bị trọng thương nhất. Theo một hồ sơ gửi vào hôm thứ Ba, với sản giao dịch chứng khoán Singapore, nơi trái phiếu được giao dịch, công ty đã không trả được lãi và gốc cho một trái phiếu trị giá 250 đô la. Trong tháng này, Fantasia Holdings, Scenic Holdings và China Properties đều đã bị vỡ nợ đối với các kỳ phiếu ra nước ngoài trong khi tập đoàn China Evergrande đã tránh được vỡ nợ vào tuần trước bằng cách thanh toán phiếu giảm giá đúng hạn. Theo các báo cáo, các cơ quan xếp hạng tần cầu đã hạ điểm số kỷ lục của 44 nhà phát triển Trung Quốc trong tháng này. Trước đó, Modern Land đã bỏ kế hoạch kéo dài thời gian hoàn trả của trái phiếu và việc giao dịch cổ phiếu và chứng khoán nợ của họ bị trì hoãn cho đến khi công ty đưa ra một thông báo khác lệnh cấm vận thương mại vẫn còn hiệu lực theo tuyên bố mới nhất. Việc thị trường chứng khoán Singapore cũng sẽ phải đối mặt với áp lực của mùa thu năm nay, đồng nghĩa với việc các quốc gia khác sẽ phải gánh chịu những chính sách tồi tệ của Tập Cận Bình. Thảm họa Evergrande đã đi xuống của nền kinh tế Trung Quốc. Evergrande đang đàm phán để bán 50,1% cổ phần trong đơn vị dịch vụ bất động sản Evergrande cho đối thủ nhỏ hơn. Evergrande từng là nhà phát triển bán chạy nhất Trung Quốc và hiện đang gánh khoản nợ hơn 500 tỷ đô la. Tập đoàn này đã phải vật lộn để có thể có tiền trả cho các nhà cho vay và các nhà cung cấp khác nhau. Trong bối cảnh lo ngại rằng, về mặt kỹ thuật, tập đoàn này sẽ vỡ nợ đối với một trong những trái phiếu quốc tế của mình. Các khoản đầu tư nước ngoài chuyển ra Những nhà đầu tư Trung Quốc đang phải chịu một cú sốc vô cùng lớn và các nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ tiền của họ vào tập đoàn China Evergrande đang gặp phải một cú sốc thậm chí còn lớn hơn. Gã khổng lồ bất động sản đang đứng trước bờ vực vỡ nợ trả nợ đã đưa ra thông báo gây sốc sẽ ưu tiên trả lãi cho trái phiếu phát hành trong nước. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ giữa các nhà đầu tư nước ngoài rằng họ sẽ là những người cuối cùng được trả nợ hoặc bị bùng nợ. Hengda, đơn vị chính của Evergrande tại Trung Quốc đại lục, đã thông báo rằng họ sẽ thanh toán các phiếu giảm giá trị giá 19 triệu đô la cho trái phiếu tháng 10 năm 2025 và sẽ đến hạn vào thứ ba. Thông báo này được đưa ra như một cú sốc đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì gã khổng lồ bất động sản này đã không đáp ứng được ba đợt thanh toán lãi suất trái phiếu trên thị trường nước ngoài trị giá 277 triệu đô la kể từ cuối tháng trước. Tập Cận Bình đang làm vết thương trở nên tồi tệ hơn khi đang cố gắng hàn gắn nó. Cuộc tấn công theo quy định của các nhà chức trách đối với các nhà phát triển Trung Quốc đã khóa các lựa chọn tài chính cho các nhà phát triển những người đang tìm cách kiềm chế nợ quá mức trước khi nó gây ra một thảm họa tài chính. Các công ty chỉ có thể tăng các khoản vay với điều kiện bảng cân đối kế toán của họ phù hợp với cái gọi là quy định ba đường viền đỏ, bao gồm lãi dòng, tính thanh khoản và các tiêu chí khác các ngân hàng đã giảm mức độ tiếp xúc với ngành này do hậu quả của cuộc đàm áp và tập đoàn đã không sử dụng thị trường trái phiếu nước ngoài trong một hơn một năm qua. Bất chấp những bước đi này, việc thiếu các khoản thanh toán của Evergrande và các vụ vỡ nợ của các đối thủ nhỏ hơn đã gây ra sự lo ngại về sự lây lan trong hệ thống tài chính giá 50.000 tỷ đô la của Trung Quốc. Các nhà phát triển dự kiến sẽ mua lại 480 tỷ nhân dân tệ bằng trái phiếu trong nước và nước ngoài trong năm tới chiếm hơn 1 phần tư dự trữ tiền mặt miễn phí của họ. Theo công ty môi giới CGS, đợt đáo hạn đáng kể đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng riêng với khoảng 6,2 tỷ đô la các khoản nợ nước ngoài đến hạn phải trả. Bây giờ, với sự sụp đổ của gã khổng lồ bất động sản thứ tư và Evergrande là một trong nguyên nhân lớn nhất thất thế, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang phải đối mặt với một sức nóng gay gắt. Tuy nhiên, hiệu ứng lan tỏa cũng được đặt ra khi các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài như sàn Singapore phải đối mặt với sức nóng của các công ty Trung Quốc phá sản vì các chính sách đối nội của tập cận Bình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Trung Quốc trong tâm bão kinh tài. Nguồn tin internet đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.